Đi đám cưới nhưng mắt tập yoga. Cô gái trải thảm thị phạm ngay trên sân khấu khiến dân mạng choáng váng. Mới đây một đoạn video ghi lại cảnh cô gái tập yoga ngay trên sân khấu của một đám cưới tại Quảng Nam đã khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Theo đó, trong thời gian hai bên gia đình đi mời rượu các vị khách quý, để không khí thêm vui tươi và sống động, một cô gái đã đăng ký lên biểu diễn tiết mục văn nghệ. Cứ ngỡ sẽ được chứng kiến một bản nhạc sôi động remix nào đó nhưng không. Cô gái thản nhiên uống mình, thể hiện thuần thục những động tác yoga ngay trên sân khấu, khiến cho anh MC chỉ biết lùi bước về phía sau nhường ánh hào quang cho cô gái. Với sự chuẩn bị kỹ càng từ động tác cho đến tấm thảm tập thì có thể thấy đây có lẽ là một màn bất ngờ mà cô gái đã tập luyện để dành tặng cho cô dâu chú rể trong ngày trọng đại của mình. Tuy nhiên, tiết mục độc lạ này đã đem lại không ít hiếu kỳ cho dân mạng. Một số người tỏ ra hoang mang không biết vì sao cô gái lại có thể mạnh dạn tập yoga trong ngày vui của họ như thế. Bên cạnh đó, một số người cũng hài hước để lại các bình luận như: khi chị đam mê yoga nhưng lại thích biểu diễn tại đám cưới. Cảm ơn chị đã mang yoga bước sang một tầm cao mới, một tầm cao mà không phải ai cũng dám làm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh để xem những tin tức thú vị mỗi ngày nhé.